Rồi, xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh biểu chứng khoán lại tiếp tục là bên đây. Thì hôm nay là cái phiên cuối tuần thì mình làm một cái video để gửi đến, đến các anh chị và bạn một cái nhận định thị trường cho cái tuần sau, đó là ngày 23 cho tới ngày 27 tháng 9. Thì cái tuần sau cũng là mình nghĩ là cũng là một cái tuần cuối cùng của tháng 9 rồi và chúng ta cũng sẽ bắt đầu chuyển qua tháng 10. Đó. Thì cho nên là các bạn các anh chị thấy là gì? Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ có những cái góc nhìn để đánh giá lại thị trường trong cái phi thứ sáu vừa rồi và sau đó thì chúng ta sẽ nhận định ha để đánh giá cho toàn bộ trong cái tuần sau thì khi đó chúng ta sẽ có những cái hành động gì tiếp theo và gần như thì khi có hành động rồi mình nghĩ là chúng ta sẽ có gọi là giữ được cho cái tâm lý của mình nó thật sự là thoải mái đưa cái như bạn rồi các bạn anh chị đang xem thì cho mình một cái like, một cái share và thả mình một cái tim ở dưới cái phần bình luận à, thì sau đó thì có những cái câu hỏi mà liên quan đến cổ phiếu thì mọi người cứ comment ở dưới cái phần video để chúng ta cũng có thể là trao đổi với nhau về những cái điểm mua, điểm bán cụ thể cho mọi người và mình nghĩ là chúng ta sẽ kỳ vọng gì cho cái cuối tháng 9 và bắt đầu chuyển qua cái tháng mới đó là tháng 10 thì vì chúng ta cũng sắp kết thúc tháng 9 rồi thì mình nghĩ là theo mình thì nó rất là nhiều kỳ vọng đấy nha các anh chị bạn Thì tại sao mình kỳ vọng như vậy Thì chúng ta cũng phải cần có đánh giá về tổng quan về thị trường Rồi Thì uh, chúng ta cũng bắt đầu ha Các bạn các anh chị nào mà quan tâm thì cũng đừng có quên cái ID của mình ở phía trên Đó là 1791 tại đây à, Hôm nay thì các bạn thấy là thị trường của chúng ta trong cái phiên thứ sáu thì mình nghĩ là cũng rất là tích cực trong cái phiên sáng. Nhưng sau đó thì qua phiên chiều thì bắt đầu giảm dần và cũng giảm khá mạnh về cuối phiên. Nhưng về kết phiên thì thị trường của chúng ta cũng giữ được cái sắc xanh. Mình nghĩ là cũng giữ được cái sắc xanh và cũng như là ở mức tham chiếu như vậy thì thị trường của chúng ta nếu mà tính từ đầu phiên cuối phiên gần như là giảm 10 điểm. <laughs> tại vì à, đâu đó quanh ở cái vị trí một hai tám hai và kết phiên là một hai bảy hai thì nó giảm 10 điểm đúng à, nhưng mà nhìn chung thì vẫn là tích lũy đúng không à, nhưng mà nhìn cái nến thì khá là xấu và cái thanh khoản của thị trường cũng quay trở lại 21.820 tỷ à, và thị trường chúng ta chỉ tăng được có 0,77 điểm thôi thì nó tương đương với là 0,06 phần à, trăm và đặc biệt hơn thì mọi người sẽ thấy là thanh khoản cũng tăng À, tự doanh thì bán rồng 501 tỷ nước ngoài thì bán 303 tỷ thì vẫn là bán khá mạnh trên toàn thị trường thì với gần như chúng ta nhìn với thị trường như thế này thì đa phần mình thấy là đa phần bán rồi rồi các cổ phiếu mà chúng ta thấy bán mạnh như là Vinhome rồi VX Vinamilk, EVF và Hòa Phát và Vix À, đặc biệt thì mọi người cũng nhớ là cái phiên à, thứ sáu vừa rồi cũng là một cái phiên cơ cấu quỹ etf trong quý 3 à của hai quỹ nha các như bạn à, mình cũng không nhớ ha, rõ hai quỹ tên gì nhưng bạn anh chị có thể à, xem lại đó ha. còn các bạn các anh chị nào chưa thì mình sẽ gửi lại cho mọi người cái bản về cơ cấu quỹ đó ha rồi à, với các mã tăng thì các bạn anh chị thấy là cũng là mình nghĩ là với thị trường đi ngang à, gần như là thị trường kết phiên thì đi ngang thôi nó cũng không có tăng giảm gì nhiều à, nhưng mà với cái mã tăng thì nó vẫn nhiều hơn nhỉnh hơn so với các mã giảm đó là 224 mã tăng và chỉ có 185 mã giảm mà thôi và 64 mã thì không đổi thì chúng ta nhìn về cái bản đồ nhiệt ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng thị trường gần như phân hóa khá là mạnh đúng không? thì mình nghĩ là dòng tiền đang hướng vào các cổ phiếu trụ giống như ở chúng ta thấy ngành thép cũng là à, về bình thường thì chúng ta là các cổ phiếu như nam kim và hoa sen tăng tốt hơn nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta là về hòa phan hòa phát tăng khá là tốt hơn đúng không? rồi à, các cổ phiếu chứng khoán thì vnd là một cổ phiếu ở kênh dưới cũng tăng mạnh hơn đó và mình thấy là, là trong ngân hàng thì cũng có một cái sự phân hóa đó thì giống như là acb là một cổ phiếu tăng rất là mạnh trong cái ngày ở đây ha như techcombank rồi stb uh, vbank uh, mbb tăng khá tốt trong đó thì tên là uh, việc công là cái cổ phiếu gọi là ảnh hưởng với thị với uh, thị trường khá là, là mạnh ha rồi thì mình nghĩ là chúng ta cũng thấy là cái nhóm những cái nhóm quen thuộc thôi đó là ngân hàng chứng khoán bất động sản thôi à, nhưng mà đặc biệt thì mọi người sẽ thấy lực trong cái phi vừa rồi là ngân hàng tăng rất mạnh đúng không à, gọi là chỉ số ngân hàng ảnh hưởng với thị trường chung cũng khá là nhiều và cũng như là tốc độ giao dịch nhiều của cái nhóm ngân hàng à, và đi, tiếp đó thì cũng thấy là hai cái nhóm như là bất động sản và chứng khoán thì cũng không giao dịch nhiều lắm đúng không và mình có một cái để ý nữa đó là gì cái nhóm về dầu khí thép thì chúng ta cũng đã thấy rồi mình nghĩ là chúng ta cũng đã nói đến thép là cổ phiếu hợp phát tăng khá tốt hơn so với hai cổ phiếu còn lại anh em còn lại đó là nam kim và hòa sen và đặc biệt hơn thì mình thấy được là gì cái nhóm dầu khí là cái nhóm tăng rất tốt về trong cái phiên chiều à, đặc biệt đó là BVD đâu lại là những cái câu chuyện về khởi công về lô môn mình nghĩ là chúng ta cũng đã biết rất nhiều về những cái thông tin về lô môn rồi à rồi chúng ta cũng nhìn về tổng quan thì chúng ta thấy là các nhóm dầu khí thì tăng tốt như là BVB rồi à, BVD À, mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ nhìn một tí ha, à, về thị trường để chúng ta sẽ có những cái đánh giá rồi à, mình nghĩ là chúng ta sẽ nhìn về tổng quan nhiều hơn là tại vì chúng ta đánh giá cho cả tuần sau đó là ngày 23 cho tới ngày 27 tây đúng không và mình nghĩ là chúng ta cũng nhìn về thông tin về thế giới một tí đó là gì à, về à, những cái chỉ số của Dow Jones đúng không cũng là tăng một tí so với cũng như là chúng ta là có cái sự phân hóa mình nghĩ là cũng sự phân hóa nhưng mà thị trường trên các nước lân cận chúng ta thì cũng tăng khá là mạnh như Nikkei và Hang sen và các châu Âu thì mình thấy là cũng có một cái mức suy giảm cũng khá là mạnh nữa rồi chúng ta nhìn về thị trường để góc nhìn về tổng quan hơn thì mình nghĩ là các bạn và anh chị cũng sẽ thấy được là gì à, thị trường của chúng ta cũng là cái tuần à, vừa rồi à, cái tuần vừa rồi là cái tuần mà nó cũng test lại ở khu vực 1.245 cộng trừ biên cho nên là em thấy là về đóng nến tuần thì nó vẫn không hề thay đổi gì so với thị trường chung và cũng như là chúng ta nhìn nhận với nhau đó là cái đỉnh và đáy à, đỉnh và đáy của thị trường cũng không có thay đổi gì so với trong cái việc trung hạn của nó và cái xu hướng của thị trường nó vẫn là tăng cho nên mình nói các anh chị mạng xu hướng nó cũng sẽ quyết định phần nào về thị trường cho nên mình nghĩ là các bạn anh chị thấy giai đoạn này thị trường ta vẫn còn được là cái xu hướng tăng trong trung hạn cho nên là cái cái cơ hội của thị trường nó cũng sẽ rất là lớn mình nghĩ là rất là lớn cho nên các bạn thấy là nhiều cổ phiếu nó cũng không với cái vùng này nó cũng không thay đổi gì nhiều chỉ có việc là các bạn anh chị đừng mua đuổi mà thôi đúng không chứ còn các bạn anh chị thấy là nếu như các bạn anh chị mua trong những cái vùng biên mà mình nói cái chuyện bạn lanh quanh ở cái vùng 1245 cộng trừ biên 10 thì mình nghĩ là cũng đều rất hấp dẫn trong cái giai đoạn vừa rồi ok ha thì về mặt trong ngắn hạn thì mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ nhìn nhận là gì cái phiên vừa rồi cũng là một cái phiên với thanh khoản lớn thì mình nghĩ là với tâm lý nhà đầu tư đó với cái thanh khoản lớn và cái nến búa tạ như thế này thì à, về áp lực mặt tâm lý cũng sẽ là ảnh hưởng đến tâm lý chung của chúng ta là gì thị trường sẽ bị cái quán tính à, về cái áp lực điều chỉnh như thế này nó sẽ vẫn tiếp diễn trong đầu tuần nếu chúng ta nhìn về mặt ngắn hạn thì các bạn chỉ thấy là nó vẫn có thể là bị tiếp diễn trong ngắn hạn cho nên là các bạn thấy là cái biên như thế này à đây các bạn thấy là cái biên của Bollinger Band nó rất là rộng thì nó cũng sẽ có những cái việc có khả năng là nó sẽ tiếp tục sai quay trong biên đó thì chúng ta thấy là cái biên của hỗ trợ của thị trường à, nó có thể là vẫn tiếp tục là rơi về lại cái vùng trong cái biên cộng trừ mà mình nói các chị bạn đó là vùng 1255 thì cái đó là cái biên trên À, cộng 10 điểm cho cái vùng tính từ cái vùng trung tâm 1245 245 à, và chúng ta thấy là cái hỗ trợ của Kijun hiện tại nó nằm ở quanh ở cái vị trí 1.260 cho nên là cái vị trí 1260 mới bây giờ thì nó cộng trừ 5 điểm thì nó cũng vẫn là bình thường cho nên cái việc điều chỉnh mình nghĩ là nó chỉ là quán tính và cho nên về cái việc mà mình nghĩ là giữ bình tâm nhất về cái tài khoản của mình đó đừng có căng mười zin thì mình nghĩ là không có cái gì phải lo và đặc biệt mình nói đây, đây là giai đoạn mà thị trường đang bắt đầu chuyển hướng để đi lên. Được không? Để mình nghĩ tại vì sao các bạn? Như mình nói từ ban đầu đó là cái xu hướng của thị trường nó vẫn là xu hướng tăng trong trung hạn cho nên là cái việc mà chúng ta thấy là thị trường giảm giảm nhanh. Bạn thấy là nhìn lại quá trình từ tháng 3 thì giảm nhanh trong tháng tư và hồi phục trong hai tháng và cũng giảm rồi hồi phục nhanh rồi giảm rồi cũng hồi phục nhanh giảm rồi cũng hồi phục nhanh thì cho nên là gì cái việc thị trường chúng ta đang tích lũy và các bạn thấy là tích lũy càng ngày cái biên càng hẹp lại đúng không cái biên càng hẹp lại thấp hơn à, cao hơn cao hơn và thấp hơn thì cho nên là mình nghĩ là cái siết cái siết này lại nó sẽ tạo ra một cái sức bung mạnh hơn giống như mình có nói với các anh chị bạn trong những cái tuần À, ở đây mình cũng nói lại cái vấn đề này nè Mình cũng có chia sẻ về như tại sao mình nói các anh chị bạn Những cái hình ảnh để mình truyền tải về mặt thông tin Đến các anh chị bạn Đúng không? À, trong cái Tuần trước à, Từ đầu 9 tây tới 13 tháng 9 mình cũng nói bạn Điểm nán và chợ bung Và cũng như là trong cái tuần 16 tây Cho à, tới 20 tây Mình cũng có nói các anh chị bạn Ai sợ thì đi về Đúng không? Là cái tuần này ai sợ thì đi về Đó thì cho nên là mình nghĩ là như vậy thôi Còn đâu đó thì thị trường chúng ta cũng sẽ là những cái cơ hội Mình nghĩ là trong cái tuần này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ là gì à, Mình nghĩ là mình kỳ vọng là gì Gom hàng để chờ đón tháng 10 Với điều kiện là các bạn và các anh chị còn tiền ờ, à, đó Còn các bạn các anh chị mà đã gọi là à, Mình biết cũng biết một số anh chị Thì bạn bây giờ rất là nhiều trạng thái khác nhau Đó 50-50 và một số các anh chị bạn thì à, vẫn còn rất nhiều tiền đúng không đó thì chúng ta nếu như chúng ta còn rất nhiều tiền chúng ta quan tâm cái gì ha à và thêm một cái đặc tính nữa mà các bạn của anh chị cũng sẽ thấy là, là gì ở đây hiện tại là cái chỉ số về fishing index ở đây chúng ta nó đang rơi vào cái vùng 50 thì có nghĩa là cái vùng này nó vẫn đang gọi là mang tâm lý của nhà đầu tư cũng rất là cân bằng cũng chưa có cái gì xấu cũng chưa có cái gì gọi là quá đáng mà để mà gọi là bán tháo bán đổ đúng không có nghĩa là không quá hưng phấn trong lần này ha Um, thì mình nghĩ là với thị trường tích lũy như này cũng không phải vượt đỉnh cho nên là cái việc mà thị trường với thanh khoản này thì mình sẽ không đánh giá đây là một cái 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 quá xấu mà nó chỉ là một cái bán trong ngắn hạn và cái đó là chỉ là vùng giao dịch nhiều của thị trường đó, cái vùng giao dịch nhiều thị trường đó thì um, các bạn và anh chị cũng thấy ở đây thì mình cũng có nói với các anh chị bạn lúc mà thị trường xanh đó thị trường nó xanh ha lúc ngày hôm qua nè À, lúc 9 giờ 26 phút mình nói với bạn anh chị là thị trường vẫn còn áp lực nhiều ở vùng giao dịch nhiều à, cái vùng giao dịch nhiều chúng ta vẫn là 1280 ít cho nên để mà kỳ vọng mình nghĩ là sẽ hấp thụ tốt để tích cực để vượt qua mình nghĩ là vẫn kỳ vọng sớm để vượt qua cả nhà nhé mình nghĩ là các bạn anh chị nào cũng hiểu được cái tâm lý ở đây à, thì cho nên một số các anh chị bạn cũng hỏi mình là có nên lướt à, sóng hay không mình nói là ok nếu như về mặt tâm lý thì mình nghĩ là thôi thị trường tăng thì cứ canh bán một tí à, để canh giữ tỷ trọng để có chỉnh là mua lại cũng được đó là cách lướt sống nếu như thị trường vẫn chưa phá vỡ nhà có mang anh chị nào kiên nhẫn hơn để kiếm được lợi nhuận tốt hơn thì chúng ta có thể vẫn nắm giữ bình thường và mình nói là bây giờ nếu như còn tiền nhiều thì chúng ta quan tâm với những cái ngành gì đó à, thì mình vẫn quan tâm với những cái ngành như ngân hàng thì bây các bạn thấy là ngành ngân hàng thì cũng đã như mình nhận định với mọi người rồi thì lúc mà đừng có mua xanh thôi còn điều chỉnh thì chúng ta nên canh tốt nhất rồi à, thì với hiện tại bạn thấy là đây nó gặp một cái vùng đỉnh trong ngắn hạn thì nó bị áp lực một cái rau nến nhưng về động lực tích lũy thì mình nghĩ là vẫn còn đang lớn và cũng như là trong trung hạn nó vẫn đang mạnh ha nó vẫn giữ được xu hướng tăng trong trung hạn và cũng như là trong ngắn hạn nó đang vẫn tạo ra một cái xu hướng mới và nằm trên tất cả các vùng hỗ trợ và đang nằm ở biên trên của cái vùng tích lũy và cũng như là đang tiệm cận là cái đỉnh lịch sử thì cho nên mình nghĩ là với ngân hàng vẫn là kỳ vọng vượt đỉnh lịch sử và tiếp tục đi lên. À, nhưng quan trọng là các bạn anh chị có những cái điểm mua như thế nào Nhưng mình nói chung ngành ngân hàng sẽ là một trong những cái điểm khá là tốt Nếu như chúng ta mua điều chỉnh như thế này đi Được không? Rồi CTG cũng vậy thôi à, CTG mình nghĩ là đây nó đã xuất hiện tao ra một cái điểm T cộng nữa rồi Đó à, Thì mình nghĩ là các bạn anh chị có thể lựa chọn ha Còn đâu đó thì mình nghĩ là cũng không nên mua đuổi Còn các bạn anh chị nào muốn mua thì mình nghĩ bây giờ à, Nếu như CTG điều chỉnh lại cũng có vẫn có thể canh mua Hoàn toàn bình thường nha đó, điều chỉnh lại quanh quanh ba khoảng tầm 35 à 35 cho tới 35.5 hoàn toàn các bạn anh chị có thể mua bình thường à mình nghĩ là vẫn có là một cái điểm mua đấy. Rồi, à, qua cái dòng chứng khoán thì mình nghĩ là dòng chứng khoán cũng đang gặp một cái áp lực À, về mặt ngắn hạn mình nghĩ là ở đây chúng ta có khả năng là nếu như nó phải cần vượt qua thì mình nghĩ là có khả năng tuần sau thì thị trường ta sẽ rơi vào cái trạng thái tích lũy rồi. Đó mình nghĩ là tuần sau có thể là cái trạng thái tích lũy cho nên là mình nghĩ là về thị trường cơ bản thì chúng ta có thể canh gom, mình nghĩ là chứng khoán cũng sẽ canh gom nếu có những cái điều chỉnh và cũng như là tuần sau là cái tuần thứ hai đầu tiên mình nghĩ là ngày 23 tháng 9 thì các bạn các anh chị sẽ thấy lực là gì. À, nhóm chứng khoán đặc biệt là SI nó cũng sẽ là một trong cái ngày giao dịch không hưởng quyền đó chia tách cổ phiếu cũng khá là nhiều cho nên mình nghĩ là thị giá về cổ phiếu của SI khi đó chia tách sâu sau đó thì nó cũng sẽ có những cái vùng giá khá hấp dẫn cho nên là các bạn anh chị vẫn có thể canh mua lanh quanh ở cái vùng này nha à, khoảng tầm mình nghĩ là quanh quanh 32 cho tới 33. mình nghĩ là những cái điểm mà nhìn dưới nói dưới 32 thì mình nghĩ là các bạn anh chị canh gom thì mình nghĩ là cũng có một số anh chị bạn sợ về cái cái ngày cái ngày giao dịch không hưởng quyền của thứ hai. Cho nên mình nói là nếu như về chứng khoán AI nếu như có những cái điểm giao dịch không hưởng quyền xảy ra rồi á thì các bạn anh chị thấy là thị giá nó cũng sẽ thu hút được các bạn anh chị hơn giá thì giá nó cũng sẽ rẻ hơn rồi à, và vn đi cũng là một cổ phiếu mình thấy là cũng đang quay lên đúng không đó à, cũng đã bắt đầu tạo đáy mình nghĩ là vn đi cũng bắt đầu tạo đáy rồi thì ở đây à, các bạn thấy là đáy sau nó cũng cao hơn đáy trước rồi thì cho nên là À, mình nghĩ là VND nó cũng sẽ tiếp tục hướng lên đúng không bắt đầu nó sẽ chuyển đổi qua xu hướng này xu hướng tăng trở lại thì mình nghĩ là các bạn anh chị cũng có thể bắt đầu chú ý VND à VND cũng là một cổ phiếu đang có bắt đầu có thể chú ý trong ở những cái vùng giá tạo đáy và cũng là một cổ phiếu khá là hấp dẫn trong về mặt tương lai cho nên mình nói VND cũng là một cổ phiếu rất là chú ý ha và đặc biệt mình nói là cổ phiếu về HCM cũng là một cổ phiếu cho các bạn anh chị một cái điểm tê cộng ở phiên hôm thứ tư đúng không nó xuất hiện một cái điểm t cộng cho nên là các bạn anh chị thấy là gì lanh quanh ở cái vị trí 30 cộng trừ hoàn toàn các bạn anh chị có thể gom vào, đúng không? nó xuất hiện một cái điểm vào thứ tư và thứ năm đó, các bạn anh chị nào thấy là thì đây thì mình nghĩ là cũng đang có một cái mức lãi tương đối nhỏ nhỏ thôi cho nên là nó xuất hiện điểm tín hiệu t cộng thì chúng ta cũng tham gia ha rồi à, đó là dòng chứng khoán mình nghĩ là có thể là một số cổ phiếu như vậy để cho các bạn anh chị quan tâm còn các bạn anh chị nào quan tâm nhiều cổ phiếu hơn đó ngoài những cái cổ phiếu này mà vẫn là dòng chứng khoán mà mình chưa đề cập tới cái video này tại vì cái video mình cũng mong là mình chỉ làm khoảng tầm dưới 30 phút để cho các bạn anh chị có thể theo dõi để cho nó tiện nhất thôi chứ còn dài quá thì mình nghĩ là một ngành nó rất là nhiều mã chúng ta cũng không thể phân tích hết trong một cái video như thế này. Đó, các bạn anh chị có thể comment ở phía dưới và đặc biệt hơn mọi người đồng hành với bình thì chúng ta cũng có thể làm mở tài khoản tại ai với cái id là 1791 các bạn anh chị có rồi thì có thể đồng chuyển của bình ha thì nó sẽ nhanh hơn giảm đi một cái bước mở tài khoản Ok. Rồi, và qua tiếp theo mình nghĩ là chúng ta vẫn quan tâm về cái nhóm về bất động sản ha. Mình nghĩ là bất động sản thì chúng ta cũng đã nói thì khả năng thì đã điều chỉnh xong rồi thì cho nên là cái việc tăng và điều chỉnh rồi thì mình nghĩ là nó sẽ bắt đầu sai quay và nó cũng vẫn có thể là test lại một lần nữa ở cái vùng này. Cho nên là mình nghĩ là các bạn thấy là dòng bất động sản này nó đã tạo đáy trong ngắn hàng rồi cho nên là sau một cái đoạn tăng dài giống như mình nói là các cổ phiếu như Vinhome các bạn thấy là sau một cái đoạn tăng dài mưa giá trở lên rồi thì cho nên là khả năng nó sẽ bắt đầu trong một cái nhịp sideways đó và cả những cái cổ phiếu như BDR đó, và đất xanh tại đây thì mình nghĩ là những cái cổ phiếu này các bạn anh chị có hoàn toàn có thể chú ý mình nghĩ là các bạn anh chị có, có thể mua trong cái điểm này nó những cái điểm thấp như BDR mình cũng nói là những cái điểm thấp như này các bạn anh chị hoàn toàn có thể mua khi lúc đó thị trường của chúng ta đang rơi vào những cái vùng thấp phải không đang rơi vào những cái vùng thấp à, lúc đó mình nhớ là không làm làm nó rơi vào 1238 ở à, bốn 1240 đó 1240 lúc đó mình nghĩ là thị trường rất là xấu À, vào hôm thứ à, lúc live stream mình cũng nói anh chị bạn đây là cái vùng tích lũy và nó cũng đang nằm ở cái biên dưới thì chúng ta cũng không có cái gì mà sợ mà không dám mua cả không? còn đặc biệt mình nghĩ là tâm lý là một phần Và đặc biệt là chúng ta rải lệnh để mua một phần tân phần vị thế thì mình nghĩ là nó cũng hoàn toàn bình thường thôi đó và cả đất xanh nó cũng vậy thôi đó còn những cái cổ phiếu mà nó đang tích lũy thì mình nghĩ là và đặc biệt mình nghĩ là nếu như các bạn anh chị mà giải ngân như mình nói tầm ở cái vùng mà 1240 cộng trừ Rơi vào tuần vừa rồi Ở đầu tuần thì mình nghĩ là hoàn toàn là Các bạn anh chị hiện tại đang khá là an tâm Dù thị trường có rung lắc như thế nào Thì nó cũng không có ảnh hưởng Về mặt tài khoản của anh chị các bạn nhiều cả Vì giỏi lắm mình nói như thế này Thì nó mất lại một tí Đúng không? Tại vì cơ bản các bạn anh chị thấy là gì Thị trường nó phải là những cái diễn biến Luôn luôn là rung lắc Đó, Nó không, không thể nào mà thị trường đi lên mãi Mà không có uh, sự chốt lời Tại vì cơ bản là các anh thấy là thị trường nó diễn biến là cái tâm lý có lại là nhà đầu tư chốt lại Đúng không? Còn các anh thấy là càng đi lên thẳng mà càng dựng đứng thì càng nguy hiểm và càng không bền vững đó à, Nó phải đi và điều chỉnh và tích lũy rồi sau đó đi tiếp đó Bạn thấy là trong quá trình đi lên cũng vậy thôi ở đây các bạn anh chị thấy là qua quá trình đi lên đúng không? nó cũng sẽ phải là tạo đáy xong rồi thì nó phải đi lên đi lên là sao tích lũy tích lũy rồi lại đi lên tiếp thôi đó và nó cũng sẽ công phá những cái vùng mà gặp những cái vùng kháng cự như này và nếu là đây là một cái vùng áp lực thì nó cũng như vậy thôi rồi và đặc biệt hơn thì những cái cổ phiếu như Nam Long và là các cổ phiếu về khang điền thì mình nghĩ là đang có một cái trạng thái tích lũy và cũng như là trong cái quá trình những cái nhóm bất động sản hồi như là BDR, đất xanh là hai cổ phiếu mình nghĩ là các bạn có anh chị đánh giá mạnh nhất trong cái ngành bất động sản đó, nhưng mà mình nghĩ các bạn có anh chị cũng đừng bỏ qua cái cổ phiếu Vinhome và các cổ phiếu như sale đúng không sale cũng là một cổ phiếu như vậy mình nghĩ là cũng là một trong những cái dạng cổ phiếu từ dưới đi lên của cái nhóm bất động sản còn những cái nhóm mà mình đánh giá nó vẫn đang đi ngang và cũng chưa có những cái biên độ tăng giá nhiều khi mà cái nhóm bất động sản hồi phục đó, đó là khang điền và nam long thì cho nên mình nghĩ là các bạn anh chị thấy là đây là những cái vùng biên giữa của khang điền thì mình nghĩ là các bạn anh chị hoàn toàn có thể canh thôi đó những cái vùng hỗ trợ này các bạn có thể chịu thể canh nếu như nó chỉnh về tại vì đây các bạn thấy là vẫn là một trong những cái vùng giao dịch nhiều của hàng điền đó thì chúng ta đi qua ba dòng của cái thị trường những cái nhóm ngành giao dịch nhiều của cái dòng về 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 về, về, về thị trường đúng không chứng khoán ngân hàng bất động sản mà chúng ta cũng sẽ nói thêm về ngành thép thì mình nghĩ là ngành thép thì khi nó quay lên thì nó cũng gặp áp lực rất là lớn nhưng mình nghĩ là đây chúng ta nói một điều cho nhanh đó là gì đây là vẫn là một cái trong những cái vùng hỗ trợ của trong trung hạn tại là đã test thành công ba cái nến rồi thì hiện tại là nó vẫn giữ vị trí khá là tốt cho nên là trong ngắn hạn nó đang nằm trên những cái mặt của Kijun nữa thì mình nghĩ là cái khả năng nó tích lũy và nó sẽ tiếp tục hồi lên những cái vùng kháng cự như thế này À, hoàn toàn hợp lý các bạn thấy là nếu như ở đây thì nó cũng sẽ là một trong những cái điểm chốt lời trong ngắn hạn cho các bạn các anh chị ha mình nghĩ là trong ngắn hạn các bạn các anh chị à, mình nghĩ là còn tăng tiếp không mình không cần biết các bạn à, nhưng cái việc kỳ vọng chúng ta trong ngắn hạn nó khoảng tầm 7% phần trăm mười phần trăm là hoàn toàn bình thường ha ok đó là như vậy thôi nhưng mà mình nói là đây là cái vùng mà nó có khả năng là tạo cho một cái vùng tích lũy và có thể là không thể à, không trong ngắn hạn nó có thể khó phá vỡ hơn nữa À, khó thể khó phá vỡ đáy nữa mà nó sẽ bắt đầu tích lũy và có khả năng đi lên. cho nên mọi người cũng có thể chú ý vào ngành thép. rồi à, và như mình có nói với anh chị bạn những cái cổ phiếu như Bình Sơn đó, thì đây mình nghĩ là đây lúc mà điều chỉnh thì mình nghĩ là cũng đã chia sẻ với mọi người về Bình Sơn. thì tới giai đoạn này mình nghĩ là à, các bạn anh chị mà đã có lãi thì mình nghĩ là hoàn toàn có quyền chốt lãi luôn. tại vì đây nó đã tới khu vực mong muốn trong ngắn hạn của mình. Đó, còn các bạn anh chị nào muốn mua thì À, với cái vùng này thì chúng ta cũng chỉ đâu đó mua với một cái giai đoạn một tí thôi, à, mình nghĩ là chúng ta cũng vẫn kiên nhẫn chờ đâu đó dưới đây thôi, mình nghĩ là bình sơn như... à, với bây giờ như vậy thôi, còn à, đã khuyến nghị rồi thì mình nghĩ là bây giờ thì cái điểm mua của bình sơn thì nó giai đoạn này nó đang tích lũy ở bên phía trên rồi, thì cho nên là các bạn anh chị nào muốn mua thì chúng ta mua chỉ lấy vị thế mà từng phần, không có mua không phải là một cái điểm mua mạnh ha. Rồi, và những cái cổ phiếu như BBD thì mình nói với anh chị thì nó cũng kỳ vọng là nó test lại cái đáy này các bạn, đúng không? Nó test lại cái đáy này. nhưng mà nó cũng rung rũ tí rồi nó cũng đang quay đầu lên. Đó, thì cho nên là mình nghĩ là về từng phần mình nghĩ cũng chia là ra là những cái điểm test đáy và cũng như là 25 này các bạn, đúng không? Và cũng như mình chỉ lo lắng là với đây thì nó có thể là khả năng nó giảm thêm một tí, một tí nữa thôi. Đó, cho nên mình nghĩ là các bạn thì thấy là trong giai đoạn này nếu như chúng ta không 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 mua vào những cái điểm đó thì À, những cái điểm phía sau này các bạn anh chị cực kỳ khó mua này, Đúng không? tại vì chúng ta thấy là đây thanh khoản cũng tương đối lớn với 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 BVD, cho nên là mình nghĩ là khả năng nó quay lên thì nó cũng vẫn chưa thoát khỏi một cái đau này này, thì cái việc nó quay lên nó gặp kháng cự này nó sẽ lại quay như này các bạn anh chị mua đuổi trong những cái đoạn sâu này thì nó rất là khó đó tại vì chúng ta thấy là nó vẫn còn cái áp lực lanh quanh ở cái vùng 28 thì bây giờ 27 đến 28 thì chúng ta hãy làm cũng là một giá đấy nhưng mà chúng ta có đáng hy sinh hay không tại vì à, nếu như nhìn về mặt phân tích kỹ thuật thì cái độ rủi ro về à, điểm stop loss của chúng ta anh chị mua quanh đây thì nó vẫn là một một cho nên là mình nghĩ là nếu như chỉnh thì chúng ta sẽ xem còn không chỉnh thì mình nghĩ là thôi chúng ta cứ đợi nó tích lũy và để nó tạo ra một cái 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 vùng tích lũy đủ mạnh rồi chúng ta sẽ tính cho sau ha, rồi cho nên là chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi về BBD yeah. rồi và thêm những cái cổ phiếu mà chúng ta cũng quan tâm mình nghĩ là như mình vẫn đang nắm giữ thêm mà mình cũng review lại một số cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ uh, trong cái room của mình á đây mình vẫn đang nắm giữ về những cái mã khuyến nghị như là Dabaco đúng không về Dabaco thì vẫn đang mua như đây mình cũng chia sẻ mọi người thôi thì bây giờ vẫn đang có lãi mình cũng chia sẻ mình mọi người trên livestream mình cũng đang là, lỗ nhẹ trong khúc này mình vẫn chưa đựng được đó cho nên là vẫn không sao cả nhưng mà tới bây giờ thì nó đang có lãi rồi thì thôi chúng ta vẫn tiếp tục ha mình nghĩ là vẫn tiếp tục nắm giữ để chờ về những cái kỳ vọng ha và những cổ phiếu như BC1 cũng là cổ phiếu mình cũng mua và nắm giữ rất là lâu rồi Hiện tại từ khúc này cho tới bây giờ mình thấy là cũng đã à, gần như khoảng tầm 3 tháng, 4 tháng rồi Đó, thì cho nên là vẫn tiếp tục nắm giữ thôi Và mình nghĩ là mình chờ đợi một cái điểm à, bứt phá này nữa Thì chúng ta sẽ tham gia một cái điểm à, cuối cho BC1 à, Và một cổ phiếu ngân hàng đó là SHB mình cũng đã nắm giữ rất là lâu và hiện tại cũng đang âm cũng năm phần trăm, nên là cũng đáng khá đáng tiếc, đúng không? và cho nên là chúng ta cũng đã nhận bằng tiền cổ tức năm 500 trăm đồng thôi. Chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ, tại vì chúng ta cũng chưa vi phạm về mặt nguyên tắc giao dịch ở à, vẫn nắm tiếp tục ha. Và ghét cũng là một cổ phiếu mình vẫn nắm giữ ha. Đó, thì nói chung là cái vùng quanh quanh như mình nói cái chị bạn khoảng quanh quanh 21 cũng là một trong những cái điểm mua cũng khá là tốt. À, nhưng mà với vùng này thì nó cũng khá tương đối khá là chậm, cho nên là mình nghĩ là chúng ta vẫn đang nắm giữ và tiếp tục thôi. À, Dabaco rồi DC4 mình cũng đang nắm giữ thôi. ha à, Một cái nhóm mà chúng ta là cũng đã bắt bắt ra, rơi vào khoảng quanh 10.81 thì với bây giờ thì mình nghĩ là vẫn tiếp tục nắm giữ. Ha? Dù là nếu mà giá này thì chắc cũng không có lại nhiều, gần à, như là hòa vốn thôi trong cái vùng mua thôi. À, DC4 à, cũng là một cổ phiếu mà chúng ta cũng đang kỳ vọng là nó tiếp tục đi lên. ha Đây mình nghĩ là cũng đang một cái đoạn tích lũy khá là mạnh của dc World rồi. Mình nghĩ là chỉ cần chờ khi vượt đỉnh thôi đây là vượt đỉnh khoảng 48.1 ha, đây là chúng ta hãy là cũng là rơi vào cao nhất trong cái phiên vừa rồi là 48.5, à, 48.05 à, cũng chưa vượt được cho nên là chúng ta kỳ vọng vào à, các phiên tiếp theo. À, các bạn anh chị nào mà có thể chú ý thì chúng ta vẫn có thể là điểm mua ha, các bạn anh chị nào chưa mua thì nếu như phá vỡ khỏi cái vùng tích lũy ngắn hạn này, à, các bạn anh chị hoàn toàn có thể mua nha. À, phá vỡ bước lên thì mọi người cũng hoàn toàn có thể mua. À, mình nghĩ là chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về DJI và một cổ phiếu nữa là đạt phương. Mình nghĩ là chúng ta cũng đang tham gia về mặt ngắn hạn thôi. Đó thì những cái điểm mua mình nghĩ là mua trong cái cây ngày hôm nay ở đây à, nó rơi vào khoảng 54 .8. đó Thì mình nghĩ là bây giờ thì à, vẫn đang giữ và ba phiên vừa rồi thì nó đang đi ngang ha. một cái phiên tăng và ba phiên nghỉ thì chúng ta hãy là vẫn cái vùng này nó đang rơi vào tiếp tục lại rơi vùng tráng mình nghĩ là mình vẫn kỳ vọng là nó sẽ hướng về mục tiêu mà mình cũng chia sẻ mọi người ha rồi ok thì như vậy mình nghĩ là chúng ta cũng đã, đã theo dõi thêm một số cổ phiếu còn vừa rồi thì mọi người cũng thấy là các cổ phiếu như mình cũng ít phân tích về phân bón tại vì về phân bón thì chúng ta thấy là như mình có thấy là nó đi ngang hoặc sai quay thôi nó cũng chưa có cái vấn đề gì mà gọi là thoát khỏi cái biên này cả và đặc biệt mọi người sẽ thấy đạm phú mỹ là một cổ phiếu mà nó đang sai quay trong trung hạn đó nó đang xoay quanh trong trung hàng cũng rất là lâu nha mọi <laughs> thấy là cũng chưa phá vỡ có ở cái vùng này đâu à, và đặc biệt hơn thì mọi người sẽ thấy được là đậm à, những cái à, dòng phân bón thì nó cũng được hưởng lợi về à, cái việc gọi là gì bạn um, về à, gọi là thuế đúng không à, thuế suất năm phần trăm nếu được thông qua mình nghĩ là chúng ta thấy được lợi nhưng mà chúng ta thấy bây giờ thì các cổ phiếu này tích lũy thì mình nghĩ là nếu như tích lũy thì chúng ta vẫn thôi chúng ta vẫn canh mua được thôi à, mình nghĩ là vẫn canh mua được nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy là nó chạy một cái điểm nhanh thôi cho nên là các bạn anh chị nào tham gia thì ok chúng ta cũng sẽ chia sẻ về điểm mua các bạn anh chị cứ comment dưới video. À. Rồi ok, cũng cảm ơn các bạn và anh chị rất là nhiều và chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ và chúng ta thật là bình tĩnh và đón nhận những cái việc gom hàng trong cho mục tiêu tháng 10 à, sắp tới. Vậy là tháng 9 như thế này là cũng khá là thành công rồi. À, và đặc biệt mình chúc các bạn anh chị vui vẻ và thoải mái hơn ha. Và đặc biệt mọi người có thể là comment dưới phần bình luận về cổ phiếu mà người quan tâm Đó, mình có thể làm một cái video để nhận định cho mọi người và đặc biệt mọi người nhớ cái ID của mình tải đây 1791 và VBS là x530 các bạn và anh chị có quan tâm thì chúng ta có thể mở tài khoản mới hoặc là chuyển với ID về bình rồi mình cảm ơn các bạn và anh chị rất nhiều nhé Bye bye mẹ hôm lại